buôn bán ở nhà có tạp hóa, có gara rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. Có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi, về ly gì là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Rồi, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngô Thị Kim Nguyễn, năm nay 44 tuổi. Em hiện tại công tác và làm việc ở công ty Mai Linh. Em là nhân viên lái xe của Mai Linh. Em lái xe luôn hả? Dạ. Chị là Ngô Đặng Hồng Dân. Đó, chị em mình cùng họ. Nguyễn họ, hả? Họ Ngô ít lắm á. Nguyễn dạ. Bước á hả em? Dạ. Dạ, cho em gửi lời chào chị Hồng Dân và anh Quyền Linh và những người ngồi trong trường quay ngày hôm nay. Em đang sống ở thành phố hả? Dạ, em đang sống ở Mỹ Tho luôn chị. Mỹ Tho? Thành phố dạ. Mỹ Tho hả? Tiền Giang. Dạ. Tiền Giang là quê mình đó luôn hả? Dạ, quê cùng anh luôn á. Rồi, mời nhà trai. Dạ, chào ông Mai Quyền Linh với bà Mai Hồng Vân. Dạ, em chào anh. Chào bên nhà gái với bạn gái bên kia. Tên bên nhà trai là Nguyễn Văn Danh, 55 tuổi rồi. Anh là nhà ở đâu? Là nhà ở Vũng Tàu. Anh làm công việc gì? Thì buôn bán ở nhà, có tạp hóa, có gara, rửa xe với bảo trì xe, xe hơi á. Nhưng mà sau này khỏe rồi thì có đi vào bên bảo vệ Nam Trung Bắc làm bảo vệ. À, mình nói một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em thì được con cái là em quyết tâm làm chuyện gì thì em sẽ làm tới nơi tới chốn. Dạ, rồi em nấu ăn cũng được, cũng giỏi, dễ hòa đồng. Còn điểm yếu của em là nóng tính có, với em có cái cá tính hơi nam tính bộc trực tí xíu, thành ra nó hơi mạnh, dạ, không? Cá tính mạnh phụ nữ thành ra nó hơi cũng là cái em dở. Lái xe lâu chưa? Em lái xe được tháng 3 này là 6 năm rồi chị. Ờ vậy hả? Dạ. Thì trước đó là mình làm gì? Dạ, trước đó thì em ở nhà, em nội trợ. Dạ, rồi sau đó cũng như là ở nhà mình có xe. Rồi cái mình lấy bằng lái hồi xưa, em lấy bằng lái nay mười mấy năm rồi. Dạ, tức là khi... giờ em cứ đi lái xe đâu cũng chạy, có khách là chạy đúng không? Dạ, anh Quyền Linh mà nói em chở về quê Tiền Giang là em lên em rước liền. À, anh trai, tức là nhà anh có gara sửa xe nè này kia, rồi sao mình còn đi làm bảo vệ chi cho nó? Tại vì như này ở nhà thì làm thì thấy nó cũng buồn. Làm bên cái này thì lại chủ yếu ban đêm là chính. Được đi là, đúng không? Được đi đây đi đó nè. Dạ. Rồi sắp xếp công việc gặp gỡ anh em này nó giao tiếp cho cái thần kinh nó thoáng ra chút. À, tại vì có kinh tế là nhà cũng ổn định rồi ha. Ổn định tại gara mướn người làm. Rồi còn có rồi, kinh doanh gì nữa không anh? Nhà có phòng trọ. Được nhiêu phòng anh? 15 phòng. Nói chung là đi làm bảo vệ cho vui thôi. Thư giãn ra thôi. Tại vì bị sổ sửa quá nên. Dạ. Sổ sửa. Anh là đường tình duyên anh sao anh? Đường tình duyên là như thế này, là có một cháu là bây giờ học lớp 10 rồi. Rồi ly dị là cũng hơn 3 năm nữa rồi. Đó là bởi vì cái lúc mà bị bệnh sản thần á. Mẹ của con bé ở ngoài đó là kiểu đi nuôi rồi kiểu buồn quá, gặp một cái đối tượng khác á. Cái đầu tâm sự xong cái kiểu là nghe lời bên kia hơn. Cái người nhà phát hiện được. Cái sau về cũng có nói khuyên bàn nhưng mà thấy không được thì thôi, với người ta cứ nghĩ đường dài chắc mình bị yếu hay là chắc mất sớm hay nọ, ta nghĩ vậy. Anh là tức là một đứa con gái thôi hả? Đứa con trai. Bây giờ nó vẫn ở với anh? Không, ở với mẹ nó. Rồi tại... phòng trọ này kia với lại tiệm rửa xe còn này. Có bà già với có con em út ở nhà nữa. Rồi đó là sơ ý lý lịch tích ngang của nhà trai đó. Đường tình duyên vậy đó, còn nhà gái sao nè? Dạ. Em thì ly hôn nay cũng khoảng 12-13 năm, em được hai đứa con gái. Đứa lớn thì 24 tuổi, đứa nhỏ 21 tuổi. Chung quy là em gả hết rồi. Giờ mình ở với ai? Bây giờ thì em cũng ở chung với gia đình, ba mẹ em. Vậy là hai người đang trống vắng. Em chào anh. Dạ chào. Sao phải quàng khăn vậy anh? Lạnh hả? Dạ không, thì cho nó đúng theo cái tuổi tác mà. Già rồi, rồi có chiếc khăn. Khăn gió ấm hả? Dạ. Hôm nay đối tượng bên đây sẽ là chiếc khăn cho anh. Để nó đi để cho mẹ còn kiếm tương lai. Nhưng mà đây bây giờ
đi để cho mẹ kiếm hậu vận thôi. Đó, chứ giờ ở nhà mẹ cũng một mình thì mình cũng đơn chiếc nữa. Người ta nói là đi, người ta đi biển có đôi, còn đây mình đi hỏi vợ là đơn côi một mình. Mẹ rất là thích đi, rồi hay coi chương trình không bỏ một cái nào hết, nhưng mà bị bệnh tim á. Chứ ở nhà là toàn là cứ coi đi coi lại cái đó thôi, cứ mở tivi cho con. Dạ, rồi. Bây giờ anh mong muốn cái người vợ của anh đi cùng anh đoạn đường. Bây giờ như thế này cũng lớn tuổi hết rồi, chứ không phải nằm trong cái tuổi mà để mà bồng bột hay là không suy nghĩ chín chắn gì mà buôn ba hay là còn núi này trong núi nọ. Còn bây giờ đây là nói thật ra là chỉ cần một người để hôm sớm dắt dừng nhau, nếu ví dụ như là đổi gió trở trời hoặc là cái bình hoàn gì đó nó đến nó để giúp đỡ nhau. Chứ còn mà nếu mà cứ thay đổi hay là này nọ thì cũng thì thôi thà sống vậy ha. Còn đây bây giờ ý muốn là tại vì kiếm một người để cho có, còn đi lại trong cái thời đang còn này thì cho nó thư giãn với bình nhau một chút này. Đâu có kén chọn để làm gì hoặc là đâu có chỉ bài nhau được rồi. Dạ đúng rồi, chỉ biết rằng đã chấp nhận mình đã một lần rồi nha. Đó là một lần ngã, là một lần bước dài. Bây giờ tập trung vào để cho cái quãng đời còn lại này, chứ còn không phải như tuổi trẻ mà đi đòi này đòi kia hoặc là hẹn hò cho dài thời gian ra. Đúng rồi. Đó. Rồi, để em hỏi bên nhà gái nha, hỏi bạn nữ nha. Em thấy sao nè? Nãy giờ nghe cái tâm sự sẻ chia của ảnh, em thấy sao nè? Dạ, theo như lời ảnh tâm sự thì em cũng đồng tình và đồng quan điểm một phần nào đó. Dạ. Còn em chỉ nghe anh nói là hiện tại sống với mẹ thì em không ngại gì hết, nhưng mà em chỉ sợ sống trong gia đình ví dụ như có một vấn đề gì đó xảy ra quan trọng, anh bên kia sẽ ứng xử như thế nào. Ví dụ em với mẹ không quan trọng là người ai đúng ai sai, nhưng mà quan trọng anh ở chính giữa anh xử lý như thế nào. Rồi, thôi. Chút mình gặp mình hỏi anh luôn. Dạ. Ừ, nên em đi với ai vậy? Dạ, em đi với có một chị đồng nghiệp cũng lái xe bên Mê Linh chung với em luôn. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Chào MC Hồng Vân. Chào chị. Mình là bạn đồng nghiệp với em Nguyễn. Em nó cũng được thôi chồng, nuôi hai đứa con. Bây giờ thì cũng gả hết rồi. Bây giờ nó không có trẻ lắm mà nó cũng chưa già lắm, để cho em mình kiếm thêm một mối tình. Theo nhận xét bên đây thì thấy anh này cũng được. Mỗi người có một cái hoàn cảnh ha, thì cũng mong cho chuyện nó sẽ dài ra. Nhiều khi già mình cũng còn ăn được cái đám cưới nữa. Xin cảm chương trình. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình mở rào đi cho hai bên gặp mặt ha. Đúng rồi. Rồi anh trai với gái trò chuyện rồi mình quyết định nha. Mở rào. Rồi, bắt đầu. Mời anh. Từ có quà tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tại tặng. Tại vì đáng lý là có bông, nhưng mà vì mình cũng lớn rồi, không có bông hoa gì nữa ha. Dạ. Mở quà cho nó thiết thực. Bây giờ em mở dạ. Ra xem anh tặng em cái gì nè. Rồi để cho bỏ đây. Cái này là dầu thơm. Đôi già mình thì có quàng cho cái khăn để cho nó hợp lệ với nhau. Ha. Bây giờ cứ tạm thời như vậy đi, với lại cho mượn những con tay cái đeo cái chiếc nhẫn kiểu cho vui. Lúc về mỗi lần mà nhìn vào tay thì nhớ ra được rồi. Dạ, cảm ơn anh. Luôn vậy đó. Ngồi xuống nhanh gọn lẹ quá anh. Vẫn vừa không vậy? Dạ vừa. Dạ, vừa anh luôn. Rồi hai người trò chuyện rồi, nhau bây đi. Bây giờ em theo cái ý nghĩ trước khi lên đây như thế nào thì em có quyền cứ nói trước. Em không biết là lần đầu tiên anh nhìn em thì cảm nhận của anh như thế nào về em thôi. Rất là cân đôi rồi. Dạ. À, cảm nhận thì bây giờ cái sự việc của em làm là công việc thì dạ. Tính ra cái điểm thì quá cao rồi. Tại vì người phụ nữ mà cầm cái tay lái đó đâu phải đơn giản đâu. Quá tốt rồi. Quá khứ thì bây giờ mình bỏ đi, mình biết từ ngày hôm nay thì có thể sau này hai người mình tâm sự thì tiếp bước như thế nào đó thì có một lời để ràng buộc lại với nhau. Em chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi. Tại vì em biết là anh đang sống với mẹ ở nhà. Cái điều đó là điều tốt chứ không phải là cái điều xấu. Nhưng cái quan trọng nhất, ví dụ như ở nhà có một cái chuyện mâu thuẫn nhỏ thôi, anh xử lý như thế nào? Bây giờ anh nói cho em nghe thế này này.
cái chuyện mà con cái trong nhà cha mẹ nào cũng muốn cho con nên tốt đẹp hết, có đôi có bạn hết. Còn cái chuyện ở nhà em thắc mắc rồi ở với mẹ là xích mích này nọ, mẹ cái tuổi đó thì em đã biết rồi, không còn gì để mà khó khăn hay là làm dâu làm con gì nữa. Ví dụ vậy nè, trong cái việc mâu thuẫn, tại vì cái này thì tất cả các nàng dâu đều trăn trở cái việc này hết. Thì là chẳng hạn như nè, có một việc gì đó mà xảy ra cái mâu thuẫn giữa mẹ với lại bạn này, không cần biết là ai đúng hay là ai sai, nhưng trong trường hợp xảy ra chuyện đó thì anh sẽ đứng về phía ai? Không để cho đôi bên là biết được như thế nào, nhưng mà giải quyết từng bên một, là thể nói riêng mà cho được lòng bên kia, được lòng đối phương, cả hai bên luôn. Tức là anh phải dĩ hòa dĩ quyết cả đôi bên, đúng không? Chứ không thể nhưng nào mà bây giờ và xin kết lời là hồi này là lời nói đầu là không suy nghĩ đến chuyện đó nữa, bởi vì bà mẹ đã 77 tuổi rồi, không có gì để mâu thuẫn cả. Không có gì để mâu thuẫn. Bạn này chỉ cần biết quan điểm của anh thôi, chứ còn không có được đó. Tức là anh sẽ dĩ hòa dĩ quyết cả hai bên, anh không đứng về bên nào cả. Anh sẽ mời em chị qua bên nói chuyện với chị. Mời mẹ qua bên nói chuyện, xong ảnh đứng giữa giống như mình nha. Mình xử lý mình nói chuyện mọi người, xong cái mình quay qua mẹ mình nói con dâu xin lỗi mẹ rồi, nhưng mà em ngại không dám nói. Xong quay qua nói mẹ cũng ngại nói với em, nhưng mà mẹ cũng biết rồi. Đó thôi, nói chung là mình đứng ở giữa, mình đừng cho ai biết gì trơn á. Xử lý nhẹ nhàng đúng không anh? Không có, em chỉ ngại nhất là sợ anh cái xử lý tự như anh Quyền Linh nói thì em đồng tình. Chỉ có lùi tới anh nghĩ chuyện này dừng đây được rồi. Bởi vì là mình lớn, mình đủ giải quyết chuyện đó. Bây giờ vấn đề là hẹn hò với nhau nè. Anh ở Vũng Tàu đây ở đâu? Dạ em cùng quê anh đó. Tiền Giang. Đó, hẹn hò sao đó? Thì bây giờ những ngày lễ Tết rồi này nọ thì gặp nhau nhiều hơn. Còn mà bình thường thì có thể một tháng hai ba lần, ví dụ tùy thế. Tùy theo. Anh đi xe máy. Tại vì em còn công việc nữa. Anh đi phượt là có xe máy, có xe bốn bánh này. Bốn bánh anh lái được không? Dạ được. Ủa sao khỏe rồi. Hồi xưa còn trẻ đi Đà Lạt là sáng đi tối về luôn á. Làm giờ anh ơi, bây giờ anh không có già đâu. Dạ. Tự động anh cứ mặc định là anh già. Anh là còn làm bảo vệ nữa. Rồi anh nhìn anh như vậy ai nói anh già, tự nhiên anh quàng cái khăn chi vậy anh bỏ ra đi là anh khác liền rồi. Đó thấy chưa, khác liền đó mọi người, anh thấy rõ ràng. Chắc anh lớn hơn. Anh lớn hơn em một tuổi. Thôi chứ em giận không? Anh đừng bao giờ nhận là mình già, chứ em không bao giờ em nhận em già, em còn rất là. Đừng nói tôi già. Minh mẫn già đâu. Trẻ cũng vâng, trẻ hơn 10 tuổi đó anh. Em 44 đúng không? Đó. Trẻ hơn anh 11 tuổi đó. Đừng nói bây giờ nè. Thôi bỏ qua chuyện đó, bây giờ mình tiến tới anh nắm tay cô gái chút cho cảm nhận thế nào về tình yêu á. Đây bây giờ em gái đứng dậy đi. Em gái có thể bắt nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Rồi em gái hát bài tặng đi. Dạ. Vậy thôi nhu cầu của anh Quyền Linh, chứ thật sự em hát thì không phải sở trường mà này đổn trường anh ơi, em ca dở lắm. Thì nó. Vậy em hát bản Nhỏ ơi đi. Dạ. Đúng rồi, bài đó hay á. Dạ. Hát một câu thôi nha. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng vàng mênh mông, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Anh trai phải học bài này nhá, anh trai phải học bài này để nó để hát cho bạn gái nha. Vì lớn tuổi rồi phải cũng không nữa lớn nữa mà phải tự tin lên ha, còn trẻ chưa có già đâu. Rồi ok, anh trai ngồi ghế đi, anh trai ngồi đây, ngồi đây đi em. Đó. Hai người đủ để đưa quyết định cho riêng mình nha. Dạ. Hai bạn mà có cơ hội mà để mà làm quen nhau á thì là em phải làm sao mà cho ảnh bỏ cái suy nghĩ là lúc nào anh cũng nghĩ là ảnh là lớn tuổi rồi, ảnh già rồi, bỏ ngay cái suy nghĩ đó của ảnh. Về kiếm bài hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu á, hát nha. Đừng nói tôi già, tôi có già đâu, dù tóc hai màu mặt mày vẫn cười tươi. À đấy, cho nó tự tin lên ha, yeah. Có nhiều năng lượng cuộc sống hơn anh nha. Yeah. Rồi, để tay nút bấm đi anh chị. Anh thích là anh bấm luôn. À, đơn giản là bây giờ mình cảm nhận được đây có thể là một người bạn có thể cùng tìm hiểu để chúng ta tiến xa hơn, ta bấm ha. Rồi, anh chị đủ để có thể quyết định trái tim của mình nha. Bây giờ mình đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hay quá. Trời ơi, chị nghe cái tiếng cặc của em chị mừng ghê luôn á. Nói thiệt luôn. Ừ. Chính thức anh chị đã hẹn hò với nhau.
thôi mình thoại mình lái xe xuống Mỹ Tho mình chơi thành phố Mỹ Tho. Lái dữ luôn nữa. Không phải lái trước chứ. Thì đó lái qua bây giờ lái xin lại. Phép nói đôi lời cho gia đình, cho bà mẹ nhà, cho bên gia đình bên nhà gái biết là thôi bây giờ thì mình cố gắng sắp xếp cho nó đi đến sự việc để gặp lại hai ông mai bà mối cho vui. Tại vì đưa thiệp mời là vui rồi. Đúng rồi, đó. Có thiệp mời vui rồi. Cảm ơn anh, chương trình. Dạ không, anh được. Còn phải làm một thủ tục nữa là anh phải hôn vào má của cô ấy. Anh phải chứng tỏ bản lĩnh. Xin phép cô bạn này, rồi xin phép ở nhà gia đình. Với lại xin phép bạn Hiền đây thì kỷ niệm tình đầu tiên. Ông này có duyên lắm nè. Nói chứ hãy cố gắng liên lạc. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn chị. Bắt tay đây. Rồi thì bắt tay cô bên gái là chị. Trời, anh nhớ nha, anh trẻ, anh còn trẻ, còn rất là khỏe. Anh chị nhớ nắm tay bạn gái đi đúng nha. Đúng rồi, đỡ xuống nè. Chăm sóc bạn gái nha. Vô chuyện tình yêu đừng đi vòng vòng nữa nha. Tầm mai là mối khó. Gặp những người lớn tuổi hơn mình không biết nói sao luôn. Cái anh này anh hay đi lòng vòng vòng. Cô gái tội nghiệp đang ngồi thôi. Nó muốn nói chuyện tình yêu và không được. Linh biết không, khi mà yêu rồi thì già trẻ lớn bé cũng có một con đường thôi. Rối á, không biết là nên bắt đầu từ đâu. Thành ra là trong chuyện tình yêu không có cái chuyện mà tưởng là lớn tuổi là ngon hơn trẻ tuổi, không có đâu. Rồi thôi vui quá nè, tôi với ông vui dữ lắm rồi nè. Như vậy là chúng ta đã kết nối được hai cặp đôi. Họ đồng ý hẹn hò nhau. Một cặp còn trẻ, một cặp cũng hơi lớn rồi. Ừ. Nhưng mà cái điều tụ lại là hạnh phúc đã đến. Cặp lớn này chúng chừng lấy nhau sớm. Lấy sớm luôn, đảm bảo luôn á. Rồi ngồi đi em trai. Rồi xin mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ con xin chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, chào bạn nữ kế bên. Con tên là Huỳnh Trần Trấn Thông, năm nay con 24 tuổi, thì quê con ở Bạc Liêu, sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì Trấn Thông? Con đang làm chuyên viên kinh doanh bất động sản ạ. Rồi mà con mình giới thiệu đi con. Dạ con chào cô Hồng Vân ạ, chào chú Huyền Linh ở bên cạnh và tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay ạ. Con tên là Lê Thị Trang, con 24 tuổi, con đang là dược sĩ tại hệ thống nhà thuốc Pharma City ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Con đang sống ở quận 9, quê con thì ở An Giang, con lớn lên ở Đồng Nai. Trời, ở tùm lum hết trơn á. Nó ở tùm lum hết trơn á, quê thì An ở Giang, An Giang, rồi. Sinh thì ở Đồng Nai, mà làm. Đang sống ở quận 9 nhưng mà làm việc ở bán quận Thủ Đức. Đức. Thành phố nghe, bây giờ là thành phố Thủ Đức rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của con là gì con gái? Dạ, điểm mạnh của con là con vui khỏe, hòa đồng, con có trí nhớ cũng tương đối tốt. Bán thuốc mà không nhớ, bán bậy mà. Bán lộn chắc chắc. Nói lại con thích tham gia các hoạt động xã hội. Có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu con là con cầu toàn với lại vụng về xíu. Nên dẫn đến là hơi chậm chạp, con cũng ít tài lẻ. Ít tài lẻ thôi. Được rồi, con bán thuốc là ngon rồi. Một tài thôi. Tài lẻ chi nhiều quá mệt lắm. Rồi con trai. Dạ thì con có những cái điểm mạnh là vui vẻ và hài hước. Con còn biết nấu ăn và có thêm một chút văn nghệ trong đó. Bán bất động sản mà nói hay người ta mới mua nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi khi phải hát này kia ha. Thì về nhược điểm của con á, thì con là một người nóng tính. Khi mà con bị căng thẳng hay hồi hộp á thì con sẽ bị run và bị đổ mồ hôi. Khi mà con thích cái gì đó hoặc là con ghét cái gì đó, người ta nhìn của con là người ta biết ngay. Đó là một điểm yếu của con. Không, chú Linh cũng vậy đó, chú Linh cũng vậy đó con. Cái đó không phải điểm yếu đâu. Không thích cái gì là cái mặt đồ ồn đóng. Không tới mức đó chú. Thú tới mức đó luôn hả con? Cái đó là trực tính mà ha, đâu có phải là không thích đâu gì là mình thấy hiện luôn vậy đó. Dạ. Thôi, con có mấy mối tình rồi? Dạ thì con cũng đã trải qua hai mối tình. Thì cái mối mà gần đây nhất thì con chia tay được hơn một năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Chưa có chung tiếng nói được đó chú. Rồi thêm vấn đề tôn giáo. Mời nhà gái. Con mấy mối tình rồi con? Dạ con chỉ có mối tình đơn phương năm lớp 12. Không có nói ra, ngoài ra không có mối tình nào hết. À vậy đó hả? Người đó không bao giờ biết là con yêu người đó luôn á? Dạ. Ừ. Sao con không dám nói hả con? Tại vì con nghĩ chắc Uber thôi. Không, con tưởng tượng cái bạn bên rào á là có
giống như là trong cái hình dung của con không? Ừ, người đó cao khoảng 1m67. Được. Rồi. Gì nữa? Gì nữa nè? Không có bụng bự. Ừ, để đi cô qua cô ngó nghe. Con người cái bụng bự thôi. Được. Dạ, con chào cô. Ngon ngon. Ừ. Không có bụng bự, thậm chí yên tâm, bụng bự là người kế bên thôi. Nha, về phía tay mặt nha con nha. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Không sao cả. Cho cô hỏi anh đó có hay nhăn mặt không cô? Con không thích người nhăn mặt. Không á, mặt này nhăn chắc cũng không có nhăn nổi đâu. Con không thích hút thuốc. Con hút thuốc không? Dạ, dạ không cô. Ờ, không. Dạ. Mắt hiền bây giờ hơi to xíu. Mắt hiền và hơi to xíu rồi quay nhìn cô coi nè. Trời ơi, mắt hiền quá. Ôi, mắt như con chim bồ câu gì đó. Được không nè? Dạ được rồi. Con thích giống ai? Dạ con thích giống như ca sĩ Đan Trường. Đan Trường hả? Dạ. Để cô coi, mốt để tóc hai mái nha. Dạ. Con để tóc hai mái là ra Đan Trường liền luôn nha. Giống Đan Trường, nó đang ngồi á. Dạ. Giống đang ngồi. Còn đàn trai con muốn đàn gái như thế nào? Tiên là về ngoại hình thì bạn ấy cao trên 1m50 là được. Rồi. Dạ, thì nhỏ nhỏ người, tóc ngang vai, dạ, điềm tĩnh một chút, biết chăm sóc cho bản thân của mình. Bạn này không những điềm tĩnh mà rất là bình tĩnh để bán thuốc. Không chỉ có chăm sóc sức khỏe cho cô ấy mà còn chăm sóc sức khỏe cho nhiều người khác. Dạ vậy rồi, quá được, quá tuyệt vời. Quá ngon rồi, nhà gái tôi là kèo trên luôn rồi đó. Thử tôi cho tôi xem đàn gái. Dạ chú. Trời ơi, trẻ trung sôi động, xinh, cười tươi ha. Ừ, mặt rất tươi, tại vì nó ghét này mặt mà ai đứng nhắn đau bụng mà tôi bán gì thuốc đau bụng, nhìn thấy cười mình cười luôn, quên đau bụng luôn. Đại khái vậy đó ha. Được rồi, vậy mình hỏi ý kiến người thân. Đúng đi rồi. Con đi với ai vậy? Dạ, con đi với ba mẹ con. À. Rồi, chào xin mời nhà gái. Hôm nay đi cùng con gái là Trang. Dạ. Tôi là ba đó. Dạ. Giờ ba cũng đang thấy con rể tương lai của mình, thấy cậu ở đây được không? Có được gì không, được gì không? Trước mắt thì nhìn thấy cũng ok đó. Thì cũng hy vọng là hai cháu nó tìm hiểu nhau nhiều hơn để mà nó được gần gũi nhau thì càng tốt. Con đi với ai? Dạ con đi với cha mẹ con. À, cũng với cha mẹ luôn. À, chào nhà trai, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân. Dạ. Dạ xin chào quý vị khán giả trong trường quay bữa nay. Thấy cháu gái bên này thấy cũng được. Hai đứa cơ hội bấm nút đi rồi tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì mình tiến tới xa hơn nữa. Dạ. Dạ. Giờ nhà mình ở đâu? Cảm ơn chương trình. Nhà mình ở đâu vậy cô? Dạ ở Bạc Liêu á. Từ Bạc Liêu lên đây luôn hả? Dạ. Wow. Trời đất ơi. Cũng không có bỏ công anh chị lên đây. Đúng là rồi. Tại dạ. Vì bữa nay là cũng có gia đình bên đàn gái, cả cha mẹ đi đến hỗ trợ tinh thần dạ. Cho con. Dạ. Thấy anh chị bên đây nè. Đứng lên gặp đàn gái cái. Đúng rồi. Đó. Bắt tay nhau cái đi. Trò chuyện à. Cái đi. Ừ. Đó, Bạc Liêu với lại Đồng Nai à. Đó. À. Rồi anh Xui nói vài câu gì với Xui tương lai đi. Hôm nay chương trình này á là mình cũng rất mừng. Có cái duyên. Nhưng mà cái nợ tôi nó chưa biết ra sao. Dạ. Bây giờ mình bổn phận làm cha mẹ, bây giờ chỉ kết nối cho hai đứa thôi. Nếu mà có duyên thì mình tiến tới xa hơn. Tụi em thì cũng vậy, cũng mong muốn cho con mình nó có đôi có bạn, có một cái tình yêu mà nó vừa ý nhất. Cũng mong muốn điều đó nó sẽ đến với hai con của mình. Rồi, hai bên bắt tay cho một cái nào. Rồi. Ừ. Khỏe luôn. Khỏe. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn hai gia đình Xui tương lai ha. Bây giờ hai bên cha mẹ đã gặp nhau rồi đó. Rồi hai nhỏ coi gặp nhau đi. Rồi cái mình bàn tính được cái sẵn cha mẹ đây tính luôn nha. Rồi, mở rào. Chào em. Em muốn rồi. Mở ra đi đó. Em mở ra đi. À, cái này là nến thơm. Thì ý nghĩa của nó là anh hy vọng ngọn nến này sẽ thắp lên cái tình yêu của tụi mình trong tương lai. Còn cái này là em tặng anh là thuốc để trị Covid. Em nói giỡn. Cái này là... Cái này là... Dạ chưa. Chưa sao thuốc tặng Covid con? Dạ cái này nó là trong quá trình có thể trị được. Đây là xê sủi ạ. À. Nó sẽ giúp mình tăng sức đề kháng. Trời ơi, là chú hồng. Và có thể phòng có được. Rồi chứ. Còn thuốc trị Covid thì sẽ
sẽ có thôi trong tương lai ạ. Trời, vậy thì được nha con. Có vợ là dược sĩ sướng ghê luôn á. Gái con chịu chứng gì là mình chỉ cần điện thoại mình hỏi thăm dược thôi. Dược sĩ là gái, con có thuốc bớt nóng không? Dạ không, cái đó con từ từ con kìm lại được, không cần thuốc đâu chú. Cái đó chắc con xử được. Ừ, con xử nha. Rồi, dược sĩ mà tìm cái thuốc bớt nóng cho nó nha. Dạ rồi. Hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi đó. Em thấy anh như thế nào? Thấy anh giống đàn chuồng không? Dạ, khoảng 80%. Tao hát bài có giống đàn trường không? Nếu chiều nay không có em, ai sẽ đưa anh về? Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng mãi? Hãy nói một lời, có phải em giận anh? Có phải em giận anh? Dạ, em thấy anh hát thì sao? Dạ, anh hát được. Con hát lại đi con. Em sẽ hát đoạn trong bài Anh Hát Của Anh. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Rồi, hai đứa về bữa nào giận nhau đứng hát gì hết giận à? Nếu mà mình tiến xa hơn á, là mình ở đâu hai đứa tính coi. Nếu mà em về Bạc Liêu á thì em có đồng ý không? Em thì cũng dễ, nhưng mà có điều em hơi vụng về xíu, không biết đâu. Mà làm dâu giờ rất tốt nha con nha. Làm dâu có ba mẹ, giữ mấy đứa nhỏ. Mẹ anh dễ lắm. Ừ, thậm chí làm dâu giờ ba mẹ, mẹ chồng phải nấu cơm nấu nước cho con dâu nè. Làm dâu khỏe re con ơi, không phải như ngày xưa đâu. Trời, ông Linh ông nói gì tôi ham ghê luôn á. Thiệt, tôi gả con trai tôi qua bên gia đình ổng lo hết luôn á. Vâng, có thằng trai chưa có vợ, trời ơi tin ấy. Tôi thương con rể lắm á nha, đừng có lo, tôi lo hết à. Thành ra đừng có sợ con. Nói chuyện về quê vậy thôi chứ quê gì, ở thành phố Bạc Liêu mà quê gì. Mẹ nghĩ nghề của anh thì chắc là thích hợp ở thành phố hơn đúng không? Đúng rồi, thì đúng ở đây nó phát triển nó dễ hơn. Đừng có nghĩ xa quá, sau này tùy cơ ứng biến thôi. Quan trọng là tụi con có yêu thương nhau hay không thôi. Điều đó mới là quan trọng nhất. Em trai bước tới, nắm hai tay em gái, nhìn thẳng vô mắt em ấy, và có 30 giây nói tất cả những gì mà mình suy nghĩ về bạn gái đối diện. Và bạn gái cũng vậy nha, suy nghĩ đi. Lúc này là ta phải nói thật với nhau nè, nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật ra thì nếu được thì tụi mình cũng cho nhau một cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Nếu mà tiến xa hơn được nữa thì tốt hơn. Tim anh nãy giờ nó kêu là bấm nút đi. Em thấy anh đúng như người mẫu người của em. Em nghĩ là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội. Trái tim con nó có biểu giống như trái tim của anh không? Dạ cũng. Bấm nút đi. Dạ có. Rồi, vậy thôi về bấm thôi. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Rồi, còn chờ đợi gì nữa, về bấm thôi con. Về ghế ngồi. Hãy để tay mình nút bấm phía sau lưng á. Rồi, bây giờ khỏi cần phân tích gì nữa, giờ đếm luôn nè. Bấm là bấm nè nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Cạch cạch luôn á. Chúc mừng hai đứa. Cạch cạch luôn. Để tay, nắm tay vào đi, đó. Chính thức mình hẹn hò với nhau rồi. Bây giờ mình xin phép đàn gái. Dạ, con chào hai bác. Hôm nay cho con xin phép được hẹn hò cùng với em Trang. Nếu mà hợp với nhau thì tụi con sẽ tiến tới. Bây giờ mẹ cũng nói thật với hai con. Bây giờ nhà mẹ thì cái gì cũng có hết trơn, chỉ thiếu của con dâu thôi đó. Nếu mà đồng ý thì mẹ tiến tới liền. Bà hứa gì đi. Mẹ dễ thương quá trời đó, hứa gì đi. Dạ con chào hai bác. Con xin phép hai bác cho con với anh Hồng quen nhau. Nếu mà
được thì hai đứa con sẽ tiến xa hơn, làm dâu của hai bác. Trời ơi đẹp. Còn Nghiệp hai đứa nhỏ đó, hung để luôn sống răng lòng đầu. Bây giờ là gieo nợ trước, hung một cái ngay gò má liền. Con xin hai bác cho con sống và làm việc theo phiến pháp và pháp luật. Dạ. Dạ cho con được hôn em Trang. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu.